Các bác thấy có đẹp không? À, tháp Văn Xương đấy. À, đây là chiếc tháp Văn Xương được làm bằng ngọc nhé, được đục khuyết bằng đá hóa thạch gần như ngọc rồi. Nó có 9 tầng, tháp Văn Xương này 9 tầng. Chiếc tháp này có trọng lượng là 3 cân 2, 3 cân 2. Tháp Văn Xương này thể hiện cho học vấn này, trí tuệ này, thể hiện cho thăng quan tiến chức. Những cái chiếc này thì các bác có thể mua tặng biếu cho sếp, cho thủ trưởng, cho con cái mình học hành, gọi là thăng quan tiến chức. Tất cả những chiếc tháp này nó rất là ý nghĩa. Vì Thế Văn Xương, Thế Văn Xương ngày xưa là đỗ thủ khoa cả ba trường, nên là Trần Nhất đã đặt tên cho chiếc tháp gọi là tháp Văn Xương đấy. Tháp Văn Xương rất đẹp, tất cả đều được làm bằng ngọc đá nhé, thạch xanh, đá cẩm thạch xanh, chưa rất là đẹp. Mức giá là 2 triệu 8 một chiếc này, 2 triệu 8 một chiếc. Báo cáo các bác là để đục để khoét được như thế này chắc tiền công cũng chỉ thế thôi. Tất cả đều được bằng đá đấy, 2 triệu 8 chiếc này. Chiếc này mức cân nặng là 3 cân 2 rồi. Để chiều cao, em đo cho bác này. Em sẽ đo chiều cao cho bác đi. Chiều cao của em nó này, chiều cao của em nó là 29, 29 cm, chiều cao 29 đấy, bằng ngọc cẩm thạch xanh 3 cân 2 đấy, rất 3 cân 2 một chiếc. Mức giá 2 triệu 8, 2 triệu 8, quá đẹp luôn. 9 tầng ạ. À?